Chuyện audio. Siêu phàm sát thần, đô thị cực phẩm y thần, tập 1206 đến 1208. Tofu review, tập 1206. Thương Dạ nghe vậy, sắc mặt bỗng nhiên một trắng, từ Huyền Nguyệt Tông trở thành linh võ đại lục thế lực cao cấp sau đó. Thương Dạ thành tựu Huyền Nguyệt Tông trưởng môn tự nhiên vậy tiếp xúc đến không thiếu liên quan tới thần quốc tin tức, cho nên hắn rất rõ ràng, thần quốc thần sứ ở thần quốc là địa vị gì. Đỗ Thành Sư thấy được Thương Dạ sắc mặt trên mặt cười nhạt hơn nữa đậm đà, hắn thanh âm bỗng nhiên âm lạnh xuống, quá to. Ha ha, lấy bổn công tử thân phận, có thể dễ như trở bàn tay để cho Diệp Thần ở thần quốc lẫn vào rất thảm rất thảm. Thậm chí coi như là muốn Diệp Thần chết, bất quá là chuyện một câu nói, ngươi biết chưa? Thương dạ mồ hôi lạnh trên trán không khỏi nhỏ giọt xuống, vị này chấp trưởng linh võ thế lực cao cấp. Gần đây gặp biến không sợ hãi trưởng môn bây giờ là như là bị đỗ thành sư lời nói hoàn toàn trấn nhiếp. Thấy thương dạ khẩn trương hình dáng, Đỗ Thành Sư trên mặt vẻ trào phúng hiển lộ không thể nghi ngờ, hắn cười mỉa nói, như vậy ngươi lại biết, bổn công tử cùng các ngươi những thứ này người linh võ, có thực lực như thế nào trên lệch sao? Tiếng nói vừa dứt, một cổ hàm chứa võ đạo căn nguyên ý ẩn tuyệt cường khí tức chợt từ Đỗ Thành Sư trên mình bộc phát ra. Lúc này một ít huyền nguyệt tông thái hư cung phụng đã chạy đến đại điện bên trong. Có thể ở Đỗ Thành Sư bùng nổ dưới khí tức, thương dạng, tử ngưng, thậm chí bao gồm những cái kia thái hư cung phụng lại đều là dối rít miệng phun máu tươi, đã bị thương không nhẹ. Đỗ Thành Sư thanh âm bằng hàn xuống, uy nghiêm nói, bổn công tử là thái hư trung kỳ tu vi, hơn nữa, và các ngươi linh võ thái hư phế vật, thực lực nhưng mà khác xa lắc xa lờ. Thậm chí, chỉ cần bổn công tử nguyện ý, trong 10 năm, liền có thể đột phá tới cao hơn cảnh. Còn nữa, ta phụ thân nhưng mà chảm ách cảnh cường giả. Mọi người nghe vậy, đều là không nhịn được con người khẽ run. Chảm ách cảnh, Vậy ở linh võ cơ hồ là tương đương với truyền thuyết tồn tại à? Cho dù là những cái kia thái hư cường giả, kiếp này kiếp này tất cả đều là đem đột phá chém ách, làm một loại hy vọng xa so vời mà thôi, mà đây cái đỗ thành sư phụ thân lại đột phá chém ách. Chẳng lẽ ở bọn họ xem ra, chém ách tựa như bất quá là có thể tùy tiện ngưỡng bước qua. Càng mấu chốt chính là, mọi người từ đỗ thành sư trên mình, cảm nhận được cực mạnh thực lực cùng sức lực. Lần này, thương dạ sắc mặt vậy khó coi. Hắn cũng không biết Diệp Thần ở Linh Võ Đại Lục Bắc Hải chém chết La Ôn là một. Nghe được Đỗ Thành Sư lời ấy, lại gặp hắn chỉ dựa vào hơi thở liền trọng thương đại điện bên trong mấy người, còn bao gồm những cái kia Thái hư cung phụ, không khỏi vậy có chút bận tâm, cho dù hắn lại tín nhiệm Diệp Thần, có thể lý trí nhưng nói cho hắn, bây giờ Diệp Thần sợ rằng còn không phải là đối thủ của người này. Bất quá muốn đến, Đỗ Thành Sư sanh ra chính là người thần quốc, chớ nói chi là, hắn vẫn là thần quốc thần sứ cháu ruột hắn có tu võ tài nguyên, nhà tu võ hoàn cảnh, đều không phải là Diệp Thần có thể so sánh. Coi như Diệp Thần hiện tại có tư cách tiến vào thần quốc, cũng không quá vẫn là một cái thần quốc người mới mà thôi. Tạm thời không địch lại Đỗ Thành Sư, vậy coi là bình thường. Đỗ Thành Sư gặp mình đã đem mọi người chấn phục, mặt lộ vẻ đắc ý, ánh mắt cân nhắc đánh giá mặt đầy lạnh như băng tử ngưng, nói, hiện tại, vị cô nương này có thể là ta lột linh quả sao. Tử ngưng nghe vậy, lại là lau một cái vết máu ở khóe miệng, dung nhan tuyệt mỹ bên trên, lộ ra một người vô cùng là nụ cười xinh đẹp. Đỗ Thành Sư thấy vậy, không khỏi sững sốt một chút. Từ Ngưng cười lên chân thực thật đẹp, quá động lòng người. Cho dù là hắn cái này ở thần quốc, duyệt nữ vô số công tử ca cũng không khỏi tim tinh chập chờn. Đồng thời, hắn đáy lòng xông ra một cổ mừng rỡ. Từ Ngưng cười, chẳng lẽ là sẽ đối hắn nhớ nhung trong lòng. Lúc này Tử Ngưng ngưng mắt nhìn trước mặt Đỗ Thành Sư, giọng nói bình tĩnh nói, cái vị công tử này, ngươi quả thật rất giỏi lắm. Đỗ Thành Sư thần sắc hòa hoãn một phần, hướng về phía Tử Ngưng yêu nhã cười nói, ngươi ánh mắt, ngược lại không tệ, ta có thể cho ngươi cái cơ hội, làm phụ nữ của ta, ta có năng lực mang ngươi nhập thần nước. Đồng thời, hắn trong lòng cười nhạt, hắn quả thật có năng lực có thể mang những người khác tiến vào thần quốc, Nhưng là làm như vậy không thiếu được phải bị cậu mình trách cứ, còn như tử ngưng có đáng giá hay không được hắn làm như vậy vậy được xem hắn ở trở lại thần quốc trước có hay không chơi đã mà trong đại điện phần lớn người chính là hơi biến sắc mặt chẳng lẽ tử ngưng thật bị cái này người thần quốc thực lực thân phận nơi cám dỗ vì thế muốn phản bội diệp thần sao mặc dù bọn họ đều nguyện ý tin tưởng tử ngưng không phải như vậy thấy lợi quên nghĩa cô gái nhưng đỗ thành sư điều kiện thực sự quá tốt đây chính là thần quốc à, cơ hồ là mỗi một người linh võ mơ ước chi địa. Rất nhiều thái hư cường giả, cũng không có cơ hội này à. Một khắc sau, tử ngưng vẫn mặt nở nụ cười, nhàn nhạt, nhạt nói, xin lỗi công tử, mặc dù ngươi rất ưu tú, nhưng ta cho chó ăn. Vậy không dùng linh quả, nếu như ngươi muốn ăn, ta ngược lại là có thể nghĩ biện pháp, cho ngươi tới một chút. Yên tĩnh, yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người, bao gồm thương dạ đều là trợn mắt há mồm nhìn tử ngưng. Bọn họ nghĩ tới Tử Ngưng sẽ cự tuyệt, nghĩ tới Tử Ngưng sẽ không là Đỗ Thành Sư điều kiện sở động, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới Tử Ngưng sẽ trực tiếp như vậy cường ngạnh từ chối Đỗ Thành Sư à? Cầm Đỗ Thành Sư nói thành chó. Cái này đều không phải là diễu cợt, có thể coi như là trần trùng vũ nhục chứ. Nguyên bản bọn họ lấy là, Huyền Nguyệt Tông chỉ có Diệp Thần có thể khùng như vậy, có thể bây giờ mới biết, Nguyên Lai like gần đây thiên kiều bá Mị Tử Ngưng cũng có như vậy một mặt à? Tử Ngưng mặc dù trong ngày thường thích làm trò đùa, nhưng trong xương như là cái vô cùng kiêu ngạo cô gái. Nếu như không phải là như vậy, nàng cũng sẽ không thích Diệp Thần. Có thể khiếp sợ đồng thời, mọi người mắt, vậy toát ra sợ hãi. Đây chính là Đỗ Thành Sư à. Thái hư trung kỳ thần quốc cường giả, cơ hồ có thể đem toàn bộ linh võ lấy sức một mình dẫm ở dưới chân liền chứ. Chớ nói chi là kinh khủng kia thân phận. Tử ngưng lại đối với hắn như vậy nói chuyện. Quả nhiên, Đỗ Thành Sư sắc mặt xanh mét, cặp mắt đều phải trừng ra hốc mắt, chán gân xanh cuồng loạn, lửa giận đằng đằng, cơ hồ muốn hóa là thật thế chấp. Cho dù ở thần quốc, bởi vì cậu hắn quan hệ, bình thường cũng không người nào dám đối với hắn như vậy càn rỡ vô lễ, hiện tại lại bị một cái linh võ đại lục cô gái làm nhục. Cái này làm cho hắn như thế nào có thể nhẫn? Đỗ Thành Sư cả người hơi thở mãnh liệt, kê cận ranh giới bùng nổ, nhưng vào lúc này, một đạo sát ý lạnh như băng bỗng phong tỏa hắn ở đỗ thành sư sau lưng vang lên một đạo nhà nhạt, nhạt thanh âm nam tử ngươi tìm ta mọi người quay đầu nhìn lại không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng chỉ gặp diệp thần bóng người xuất hiện ở cửa đại điện miệng hiện tại loại chuyện này nếu như linh võ đại lục còn có ai có biện pháp giải quyết đó không thể nghi ngờ chính là diệp thần diệp thần lạnh lùng nhìn đỗ thành sư hắn ở vào trước cửa vừa vặn nghe được tử ngưng đối với đỗ thành sư nói câu nói kia hắn rõ ràng từ ngưng nàng tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ liền đối với người nói như vậy lời hơn nữa hắn vừa tiến vào đại điện liền phát hiện trong điện mọi người trừ vậy hai người thái hư người thần quốc còn lại tất cả mọi người đều bị thương thoạt nhìn là bị tức tức đánh vào tạo thành đỗ thành sư quay đầu lại trên dưới quan sát một chút diệp thần trong mắt lóe lên không chút nào che giấu vẻ khinh thường cái này diệp thần lại thật chỉ có phong mô nhất tầng thiên tu vi thật ra thì ở hắn đi tới huyền nguyệt tông trước hắn cữu cữu liền dặn dò qua hắn cái này diệp thần thật không đơn giản là không thể có nhiều nhân tài đi đến huyền nguyệt tông sau này nhất định phải khách khí lấy lễ đối đãi mà diệp thần trước ở trên trời thần trên buổi đấu giá chuyện vậy lưu truyền đến liền trong thần quốc những chuyện này hành động vậy truyền đến đỗ thành sư trong tai bất quá ở gần đây xem thường người linh võ đỗ thành sư trong mắt bất quá là đồn bậy bạ phóng đại thôi hoặc là chính là linh võ võ giả quá yếu Tóm lại, hắn không phục, dựa vào cái gì hắn một cái thần quốc người sẽ đối người linh võ đại lục lễ độ. Cho nên, hắn lần này tới liền là cố ý muốn khiêu khích Diệp thần, xem xem cái này bị cữu cữu nói được tên yêu nghiệt như thế, kết quả là mấy cân mấy lượng. Đỗ Thành Sư thu hồi ánh mắt quang, nhàn nhạt, nhạt nói, "Ngươi mới vừa rồi đối với ta thả ra sát ý." Diệp thần dừng dưng đi về phía tới, thương dạ ở hắn bên tai đem phát sinh chuyện nói, hắn sau khi nghe xong gật đầu một cái nhìn về phía đỗ thành sư cười nói đúng vậy nói xong hắn đột nhiên đưa tay cầm lên một quả trên bàn linh quả ở mọi người không hiểu ánh mắt bên trong đem vậy cái linh quả ném xuống đất sau đó một cước đem dẫm nát hắn nhìn một cái linh quả ngẩng đầu lên hướng về phía đỗ thành sư cười nói ta không chỉ có đối với ngươi thả ra sát ý ta hiện tại còn phải cho ngươi hai cái lựa chọn một ngươi không phải thích ăn linh quả sao ta mời ngươi ăn còn đích thân ra chân vì ngươi lột tốt lắm ngươi quỳ xuống ăn sạch sẽ và huyền nguyệt tông các vị nói xin lỗi ta có thể tha ngươi một mạng hai chết chính ngươi chọn đi cái gì diệp thần nói cái gì cường thế cũng phải có cái hạn độ chứ những cái kia thái hư cung phụ đều không phải là khiếp sợ mà là run rẩy diệp thần nhưng lơ đễnh lý lăng đỗ thành sư cái này hai người cảnh giới mặc dù cùng la ôn kém không nhiều có thể thực lực nhưng kém không ít chắc hẳn đều là như vậy không có trải qua chân chính đánh giết công tử ca chứ đỗ thành sư cặp mắt mở to nhìn diệp thần mặt đầy vẻ ngạc nhiên trong chốc lát ngay cả lời đều không nói ra được mà sau lưng hắn lý lăng thì chợt quát lên vô liêm sỉ ngươi biết mình đang cùng ai nói nói sao ngươi biết đỗ công tử cữu cữu ở thần quốc là như thế nào tồn tại sao ngươi lại biết thần quốc có kinh khủng giường nào sao ngươi dám đối với người thần quốc nói như vậy. Diệp thần lạnh nhạt nói, ngươi nói ta không biết, nhưng ta biết, các ngươi hai cái ở trong mắt ta, cái gì cũng không coi là. Tự tìm cái chết, Lý Lăng, Đỗ Thành Sư đồng thời chợt quát, lại vậy không cách nào nhẫn nại đi xuống. Hai người cả người linh lực cực nhanh chuyển động, lại là cùng chung hướng về phía Diệp thần ra tay. Hai người thái hư thần quốc võ giả đồng thời ra tay, đại điện bên trong hư không, ngay tức thì hóa là hỗn độn những cái kia lấy cực phẩm vật liệu đào tạo đồ gỗ nội thất, trang hoàng, vậy tất cả đều hóa là phấn vụn. Linh võ võ giả chưa từng tiếp xúc qua khủng bố võ đạo bản nguyên khí tức hướng chung quanh cuộn sạch đi, vô tận quyền ý, kiêm ý, đao ý, trưởng ý răng khắp nơi. Chỉ là cái này võ đạo bổn nguyên hơi thở, liên chân nhiếp được thương dạ, từ ngưng cùng với một đám thái hư cảnh cung phụ, ngay cả hô hấp đều không cách nào làm được. Lúc này bọn họ thân thể, liên tựa như sóng gió kinh hoàng bên trong một chiếc thuyền con, chỉ có thể theo gió đung đưa, hoàn toàn mất đi khống chế. Đừng nói chống cự, chỉ cần hơi có một chút chống lại ý, bọn họ đều có thể khẳng định, một khắc sau, mình tánh mạng, liền sẽ ở đây sóng gió bên trong, hoàn toàn mất đi. Đỗ Thành sư cổ tay động một cái, đối với lóe lên loãng ánh sáng màu vàng găng tay xuất hiện ở hắn trên hai quả đấm, dâng trào quyền ý ngưng tụ. Hắn sau lưng mơ hồ hiện ra một đạo to lớn vô cùng, người khoác kim giáp thần tướng hư ảnh, theo Đỗ Thành sư động tác mà động hắn hai quả đấm múa hơi thở ngay tức thì leo lên tới đỉnh cấp hướng về phía diệp thần hung hăng một quyền đánh ra đối với dấu quyền màu vàng lần lượt thay nhau ngang dọc đem hư không bể tan tành mơ hồ biến ảo thành hai cái uy nghiêm nộ long hướng diệp thần gầm thét đi quyền ý mạnh mãnh liệt là mọi người đời người ước chừng gặp ở nơi này quyền ý trước mặt cái gì đau kiếm thương bổng toàn bộ đều tựa như không chịu nổi một kích trò đùa thôi Thương dạ các người trong lòng lớn phố, kinh khủng như vậy một quyền, nhất định chính là thiên uy vậy à? Há là sức người có thể cùng chống lại. Diệp thần mạnh hơn nữa, đối mặt như vậy một quyền, vậy nguy hiểm đi. Có thể Diệp thần như là đứng tại chỗ, ý né tránh chút nào cũng không có, khóe miệng nâng lên lau một cái nụ cười lạnh nhạt, nói, thích dụng quyền, ngươi xứng sao? Tiếng nói vừa dứt, cánh tay bên trong, kim quang bạo tránh. Phá thiên lực, gào thét ra không có quyền ý, thậm chí không có bất kỳ chiêu thức, chính là như thế bình thường một quyền. Một quyền này, đối mặt vậy đạo cực kỳ kinh khủng giấu quyền. Một khắc sau, một màn quỷ dị xuất hiện. Vậy nhìn như, liền núi cao vạn trượng cũng có thể khoảnh khắc đánh sập dấu quyền, liền tựa như tượng đất sét vậy, ngay tức thì biến thành chấm bụi bậm, tiêu tán ở trong không khí. Không những như vậy, Diệp Thần quyền lực đánh tan dấu quyền sau đó, tiếp tục hướng đỗ thành sư vào tới. Đỗ Thành Sư sắc mặt hơi chậm lại, một khắc sau, sắc mặt ngay tức thì trắng bệch, trong mắt hiện lên vô cùng vẻ hoảng sợ, một quả ngọc bội nhanh chóng ngăn ở trước người của hắn, ánh sáng lớn bắn. Âm một tiếng vang thật lớn, ngọc bội kia bị một quyền này đập ra tí ti vết rách, Đỗ Thành Sư thân thể cũng theo đó đảo phi nhi xuất. Xương ngực sụp đổ, miệng phun máu tươi, trọng thương. Tay cầm quạt xếp, đang chuẩn bị thi triển vũ kỹ Lý Lăng, lúc này, nhưng giống như là một người gỗ vậy ngây dại, hai chân điên cuồng run rẩy gia thế của hắn bối cảnh tu võ thiên phú cũng không bằng đỗ thành sư bất quá là đỗ thành sư chân chó thôi mắt gặp liền đỗ thành sư thi triển toàn lực lực đều bị diệp thần tùy ý một quyền trọng thương hắn làm sao có thể không sợ mà tử ngưng mắt đẹp nhìn về phía diệp thần ánh mắt bên trong thoáng qua kiêu ngạo cùng hạnh phúc đây chính là nàng thích người đàn ông bất luận ngăn cản ở trước mặt hắn là kinh khủng dường nào cường giả hắn luôn là có thể một lần lại một lần ra mọi người ý liệu một lần lại một lần bảo vệ mình có diệp thần ở bên cạnh mình rất tốt thật rất tốt diệp thần chậm rãi đi tới đỗ thành sư trước người một cước dẫm ở trên lồng ngực của hắn lạnh lùng nói ngươi còn nhớ ta cho ngươi hai cái lựa chọn chứ đỗ thành sư lúc này nơi nào còn có cái gì phách lối bá đạo vẻ hắn trên gương mặt chỉ còn lại có sợ hãi phát ra từ linh hồn sợ hãi hắn chỉ cảm thấy được mình ngực thật tốt đau hắn cho tới bây giờ không có nghĩ qua cùng người chiến đấu lại sẽ cho hắn mang đến thống khổ như thế. Hắn vốn là dựa vào gia tộc tài nguyên mới tu luyện cho tới bây giờ trình độ, hơn nữa dựa vào thân là thần sứ cữu cữu địa vị, ở trong thần quốc, chỉ cần hắn không làm chết. Vậy không lại có bao nhiêu người dám tùy tiện trêu chọc hắn, cho tới nay, qua được coi như là xuôi gió xuôi nước, đừng nói nguy cơ sinh tử, lúc nào bị người bị thương thành cái bộ dáng này. Nhưng lúc này, trực giác của hắn nhưng nói cho ta, Diệp thần thật sẽ một cước đem hắn giết chết à. Đỗ Thành Sư nhìn lướt qua trên đất vậy than bị dẫm nát linh quả, trong mắt thoáng qua một chút do dự. Hán thân là thần quốc thần sứ cháu ruột, làm sao có thể xem chó như nhau, liếm trên đất nát vụn quả. Tập 1207. Như vậy, vậy thật mất thể diện, quá sỉ nhục chứ. Ngay tại lúc này, Diệp thần chân hơi dùng sức, khóe miệng nâng lên một chút mỉm cười tàn nhẫn nói, làm sao? Xem ra ngươi là không thích cái đầu tiên mục chọn. À, thật là đau. Đỗ Thành Sư kêu thảm một tiếng, hoảng hốt vội nói, ta ăn. Diệp công tử, cầu ngươi không nên giết ta. Diệp thần thu chân về, cười lạnh nhìn Đỗ Thành Sư. Mà Đỗ Thành Sư càng không dám chút nào trần chờ, do dự, tứ chi chạm đất, kéo trọng thương thân thể, liền vọt tới vậy bị dẫm nát linh quả trước. Ngương mắt nhìn vậy than nát vụn rơi linh quả, nuốt ngụm nước miếng, chợt một đầu chôn vào trên đất. Vừa ăn, một bên quỳ xuống đất hướng về phía tử ngưng cùng người nói xin lỗi nói, thật xin lỗi, các vị, mới vừa rồi là ta thất lễ, cầu các vị tha thứ. Đỗ Thành Sư rõ ràng một cái đạo lý, người sống mới có thể nói tôn nghiêm. Mình hiện tại nếu như chết ở nơi này, coi như cữu cữu cầm cái này huyền nguyệt tông diệt, thì phải làm thế nào đây? Mình có thể chết mà sống lại sao? Chịu nhục, tổng so chết thân nhau. Hơn nữa, hắn là thật bị diệp thần thực lực, rung động. Đỗ Thành Sư không phải là một kẻ ngu, ngược lại, hắn kiến thức không hề thiếu lấy hắn thân phận ngược lại cũng tiếp xúc rất nhiều trong thần quốc yêu nghiệt cho nên hắn so người khác càng rõ ràng hơn những thứ này yêu nghiệt tương lai có kinh khủng dường nào hắn biết diệp thần tiềm lực tuyệt sẽ không yếu hơn bất kỳ một người nào hắn tiếp xúc qua yêu nghiệt nếu như ôm lên như vậy bắp đùi chỗ tốt là khó có thể tưởng tượng diệp thần sắc mặt bình thản hắn người này lời nói đáng tin đỗ thành sư nếu ăn nát vụn quả quỳ xuống nói xin lỗi như vậy hắn vậy sẽ không tiếp tục truy cứu chuyện này Đỗ Thành Sư đem nát vụn quả ăn sạch sẽ sau đó, uống một viên thuốc, hơi khôi phục mình thương thế, miễn cưỡng đứng dậy, hướng về phía Diệp Thần lộ ra một cái lấy lòng nụ cười nói, "Ách, Diệp công tử, chúng ta hiện tại có thể lên đường chưa?" Diệp Thần quét hắn một mắt, nhàn nhạt nói, "Ngươi trước chữa thương, ta còn có chút chuyện phải xử lý, qua mấy ngày lại xuất phát." Đỗ Thành Sư hơi biến sắc mặt, "Diệp công tử, thần quốc quy tắc nhưng mà cực kỳ phức tạp, thông thường mà nói, phải lập tức đưa tin nếu không thần quốc phương diện không dễ ăn nói à ta đây cũng là là diệp công tử lo nghĩ diệp thần sắc mặt trầm xuống hắn tự nhiên không thể nào lập tức đi ngay ma đế còn chưa sống lại huyết linh tộc hắn còn phải đi một chuyến hắn hiện tại nếu như đi thần quốc sẽ có rất nhiều vấn đề còn nữa vĩnh lão nói sẽ đến tìm mình hắn phải các loại nếu là thật phải đi thần quốc hắn phải đem hết thảy giải quyết vấn đề Ta nói ta tạm thời vẫn không thể đi thần quốc. Diệp thần lập lại. Đỗ thành sư sắc mặt thảm liếc mấy phần, do dự mấy giây, vẫn là nói, đã như vậy, ta qua một hồi lại tới huyền Nguyệt Tông. Dưới mắt, ta phải mau sớm và thần sứ thuyết minh nguyên do. Diệp công tử yên tâm, ta sẽ giải thích, tận lực là ngài chỉ hoãn. Nói xong, đỗ thành sư và mọi người liền vội vàng rời đi. Dẫu sao chuyện này không cách nào chỉ hoãn. Thần quốc, Thiên Đạo Cung. Hiên viên Mặc Tà ngự long tới. Quỷ dị chính là trở về hiên viên Mặc Tà lại mang một bộ mặt nạ, giống như biến thành một người khác như nhau. Mà Viêm Thiên rồng thần và hiên viên Mặc Tà bước vào cung điện thời điểm, Thiên Đạo Cung lóe lên một đạo quỷ dị sóng gợn. Dưới mặt nạ hiên viên Mặc Tà khẩn trương đến mức tận cùng, cũng may sóng gợn dần dần bình tĩnh. Hiên viên Mặc Tà nhẹ thở ra một hơi, trực tiếp tiến vào đại điện, tháo xuống mặt nạ. Nhưng mà, trên đại điện, lại ngồi một cái và hiên viên mặc tà giống nhau như đúc người đàn ông. Hiên viên mặc tà khẽ mỉm cười, đối với người đàn ông kia nói, thiên cơ đạo nhân, cực khổ. Dứt lời, người đàn ông kia ngẩng đầu lên, quanh thân tản ra cuồn cuộn xương trắng. Chớp mắt bây giờ lại biến thành một người mặc đạo bảo ông già. Ông già đứng lên, đối với hiên viên mặc tà chắp tay một cái nói, cung chủ, khá tốt ngươi kịp thời trở về, nếu không công lực của lão phu có thể chống đỡ không nổi nữa dẫu sao vậy hạn chế quá mức mạnh mẽ cung chủ lần sau lại cũng không thể dùng loại thủ đoạn này lừa gạt vậy cấm chế chân thực quá nguy hiểm hiên viên mặc tà con ngươi đông lại một cái biết chỉ bất quá lần này đi trước cửu thiên thần long điện quá mức trọng yếu không thể không để cho thiên cơ đạo nhân tới hỗ trợ sau này ta tận lực không đi ra cùng vậy cấm chế hoàn toàn biến mất nguyên lai like hiên viên mặc tà bởi vì cấm chế căn bản không cách nào ngày rời đi đạo cung mà lần này và viêm thiên rồng thần chuyến đi hắn mượn thiên cơ đạo nhân thuật pháp khôn khéo man thiên quá hải đây cũng là hắn lần đầu tiên thi triển cũng may kịp thời trở về nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi thiên cơ đạo nhân nói xong liền chuẩn bị rời đi hắn sắc mặt thảm trắng hiển nhiên vậy là bị cực kỳ nghiêm trọng tổn thương và giá phải trả đột nhiên hiên viên mặc tà gọi lại thiên cơ đạo nhân thiên lão ngươi đây là định đi nơi đâu Ta còn có một việc phải làm phiền ngươi đi làm. Hiên viên Mặc Tà đối với người khác thái độ cương quyết, ngược lại là đối với cái này Thiên Cơ đạo nhân không nói ra được tôn trọng. Bởi vì hắn biết cái này Thiên Cơ đạo nhân rất trọng yếu. Thiên Cơ đạo nhân ngẩn ra, xoay người nói, cung chủ, chân thực ngại quá, lão phu gần đây có chuyện quan trọng xử lý, có thể phải rời đi thần quốc một đoạn thời gian. Hiên viên Mặc Tà nhướng mày một cái, Thiên lão, chẳng lẽ là phải đi vực ngoại? Thiên cơ đạo nhân do dự mấy giây vẫn là giải thích, cung chủ thực không dám giấu giếm, lão phu muốn đi một chuyến Linh Võ Đại Lục. Linh Võ Đại Lục Ma vực Vạn Ma Chi Địa ra đời đã lâu, ta mới nhận được tin tức, cái này Vạn Ma Chi Địa đối với lão phu rất trọng yếu. Lão phu cả đời sáng tỏ, sư phụ dạo chơi không biết tung tích, vốn cho là truyền thừa cuối cùng không chỗ khả tuần. Trước đây không lâu, lão phu may mắn ở sư phụ lưu lại trong cổ tịch phát hiện, ở Linh Võ Đại Lục Vạn Ma Chi Địa hẳn còn có một vị tiểu sư thúc sống sót. Sư thúc mặc dù cũng không phải là nhân tộc, nhưng cũng là lão phu sư thúc, ta phải đi gặp thấy người ta lão nhân gia. Hơn nữa vạn ma chi địa xảy ra chuyện, ta lo lắng sư thúc an nguy à. Hiên viên mặc tà ngược lại là kinh ngạc mấy phần, hắn đối với vạn ma đất sự việc cũng là khá là chú ý. Dựa theo quân ma trần giải thích, vạn ma đất to lớn vòng xoáy, có thể là ma đế sống lại. Nếu như ma đế sống lại, dù là không cách nào khôi phục lại đỉnh cấp trình độ, đối với hắn hiên viên mặc tà mà nói, cũng là uy hiếp. Một cái thần bí thanh niên và huyết long sẽ để cho hắn cảm giác khó giải quyết không thôi, như hơn nữa vậy thượng cổ ma đế sống lại. Thiên đạo cung sớm muộn tiêu diệt. Hắn khẽ mỉm cười, ha ha, Thiên lão, thực không dám giấu giếm, ta phải làm phiền sự kiện kia liền cùng vạn ma chi địa có liên quan. Vạn ma chi địa nghe là ma đế sống lại tín hiệu, ma đế đối với thần quốc uy hiếp, Thiên lão hẳn rõ ràng. Người này tuyệt đối không thể sống lại. Hơn nữa, ma tộc nắm giữ quân ma trần phái người đưa tin, vậy ma đế muốn hấp thu toàn bộ vạn ma đất lực lượng, hiện tại đã hấp thu hơn phần nửa. Vô cùng có thể, Thiên già tiểu sư thúc vậy chết ở vậy ma đế trên tay. Lời nói rơi xuống, thiên cơ đạo nhân quanh thân giấy lên một đạo hỏa diễm, ngọn lửa lại hình thành bát quái chi bàn. Hiển nhiên, hắn tức giận không thôi, như vậy ma đế thật làm thương tổn tiểu sư thúc, đừng nói hắn sống lại. Và chuyện này có liên lạc người, ta Thiên Cơ đạo nhân cũng sẽ từng cái đem hắn chém chết. Hiên Viên Mặc Tà con ngươi tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ, nói: "Thiên lão yên tâm. Chuyện này thần quốc Thiên Đạo cung là ngươi hậu thuẫn. Còn nữa, lần này, ta và ma tộc đã đối với vậy ma đế sống lại bày ra thiên la địa võng, ta chỉ bất quá hy vọng thiên giả đi xem một chút, có nhu cầu, thích hợp ra tay. Dĩ nhiên, như không tình huống đặc biệt, không cần ngài ra tay, ma đế vậy vẫn là phải chết." thiên cơ đạo nhân con ngươi đông lại một cái, được. Huyết linh tộc Diệp thần biết rõ mình cuối cùng là muốn bước vào thần quốc, hiện tại ma đế sống lại thời gian chưa đến, hắn liền trước bước vào huyết linh tộc trì địa. Bây giờ huyết linh tộc, hắn vẫy tay bây giờ liền có thể phá hủy. Dĩ nhiên, như huyết linh tộc có thần quốc cường người chú đóng, hiển nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Ngày đó lòng rung động vẫn tồn tại. Diệp thần linh lực vận chuyển tới trình độ cao nhất, tay cầm thú hủ kiếm, tùy thời chuẩn bị ra tay. Nhưng mà, một giây kế tiếp, Diệp Thần diễn cảm thay đổi. Thời khắc này huyết linh tộc khắp nơi thi thể, máu tươi nhuộm đỏ. Những máu kia linh tộc người, toàn bộ chết. Điều này sao có thể? Chẳng lẽ là thần quốc người làm? Đây là duy nhất giải thích. Trung quanh đều là huyết linh tộc người thi thể, cũng không có một nơi thần quốc cường giả thi thể. Diệp thần trao mày, tiếp tục về phía trước đột nhiên hắn linh thức cảm giác được cái gì chờ xoay người một kiếm sử dụng rất nhanh kiếm hắn rớt rơi ở trên mặt đất chỉ vì là cách đó không xa đứng một thiếu nữ tuyệt đẹp thiếu nữ không phải người khác chính là hạ nhược tuyết nhược tuyết ngươi tại sao lại ở chỗ này lời nói còn chưa nói hết thân thể mềm mại nhập trong lòng mềm mại đến trình độ cao nhất diệp thần mơ hồ bây giờ cảm giác được hạ nhược tuyết trên người huyết khí hắn mở miệng nói Huyết linh tộc sự việc đều là ngươi làm. Hạ nhược tuyết nhẹ khẽ gật đầu. Diệp thần. Ngươi còn sống. Thật tốt. Ngày đó thế gian đều đang đồn nói ngươi đã chết. Binh lâm huyền Nguyệt Tông. Ta bản muốn ra tay. Nhưng là băng kiếm thánh vương cố ý ta lưu lại. Ta chỉ có thể yên tĩnh tìm tu luyện. Không vì ngươi kéo chân sau. Hơn nữa ta thường xuyên sẽ đến huyết linh tộc. Bởi vì là thần quốc cường giả ở chỗ này. Ta không cách nào đến gần. Mà đang ở ngày hôm qua thần quốc cường giả đột nhiên toàn bộ rời đi. Ta từ tò mò ngày hôm nay lần nữa đi tới huyết linh tộc, muốn đi một cái kêu là thần ma cốc địa phương. Nhưng bất ngờ nghe huyết linh tộc nếu lại lần đối phó côn lôn hư, ta biết huyết linh tộc lại cũng không thể lưu, không có thần quốc cường giả, đây là ta tốt nhất cơ hội. Cho nên ta giết tất cả mọi người, thậm chí còn huyết kiếm môn, toàn bộ chết. Chỉ là... Diệp thần nhướng mày một cái, hắn biết thần ma cốc chính là trước đây luân hồi mộ địa côn lôn hư sư tôn tiết lộ bị kẹt địa phương. Chẳng lẽ xảy ra chuyện? Hạ nhược tuyết kéo Diệp thần tay, nói thẳng, Diệp thần, ngươi theo ta tới. Hai người xuyên qua vô số thi thể và máu tươi. Diệp thần vậy kinh ngạc phát hiện, hạ nhược tuyết tu vi lại đang mấy ngày nay đột nhiên tăng mạnh. Rời đi linh tiên đế cung sau đó, chẳng lẽ nhược tuyết cũng có nghịch thiên cơ duyên. Rất nhanh, Diệp thần bước chân dừng lại hắn xem tới cửa bảng hiệu chi trên viết thần ma cốc ba chữ. Hơn nữa nơi đây có trận pháp lưu lại. Quỷ dị hơn phải, nơi này hết thảy, giống như bị đột nhiên chốc vậy. Trung quanh linh khí chập chờn đều bị vô cùng ảnh hưởng lớn. Nhược tuyết nơi này chuyện gì xảy ra? Hạ nhược tuyết lấy ra một bộ họa, đưa cho Diệp Thần, nơi này ban đầu ta đã tới, khi đó còn có thần quốc cường giả chú đóng. Hơn nữa trong này còn có tượng đá và quỷ dị trận pháp, ta lúc ấy đem việc này bẩm báo băng kiếm Thánh Vương. Sau đó băng kiếm Thánh Vương nói cho ta, nơi đây là thần quốc vì đối phó ngươi bố trí nhuốm máu nhân quả trận. Thần quốc không cách nào khám xét sự tồn tại của ngươi, ngươi hết thảy đều bị một cổ lực lượng vô hình che đậy. Nhưng là thiên đạo cung hiển nhiên thủ đoạn rất nhiều, bọn họ thông qua ngươi và ngươi các sư tôn nhân quả, lấy nhuốm máu nhân quả trận, đối với ngươi khởi động mạnh nhất chu diệt trận. Một khi trận thành, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Về phần tại sao thần quốc người đột nhiên rời đi, lại là liền đêm mang đi nhuốm máu nhân quả trận, ta không biết nguyên do. Ta luôn cảm giác ngầm chỗ sâu nguy cơ muốn hiện lên, Diệp Thần, ngươi phải cẩn thận. Còn nữa, ngươi các sư tôn, nhất định là rời đi, bọn họ cảm giác được ngươi mạnh mẽ, biết rõ huyết linh tộc không cách nào bảo vệ, lần này, bọn họ lựa chọn mình bảo vệ. Diệp Thần chân mày càng phát ra nhíu chặt, sự việc so hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Thần quốc vì đối phó hắn hiện tại đã mất đi kiên nhẫn. Như nhuốm máu nhân quả trận thật thành công, không chỉ mình phải chết, vậy luân hồi mộ địa đại năng đều phải chết. Mình nhưng mà bọn họ hy vọng, làm sao có thể để cho bọn họ thất vọng. Nhược tuyết, chúng ta về trước huyền Nguyệt Tông. Được, ngay tại Diệp Thần và Hạ Nhược Tuyết muốn lúc rời đi, Diệp Thần đột nhiên chợt cảm giác óc một hồi đau đớn. Một cổ cắn trả cực mạnh ý tấn công tới. Diệp Thần cảm giác mình lực lượng đang bị cưỡng ép trừ ly. Ẩm một giây kế tiếp hắn thân thể trực tiếp té xuống đất hoàn toàn hôn mê hạ nhược tuyết sắc mặt kịch biến diệp thần ngươi tỉnh lại đi ngươi thế nào không biết qua bao lâu diệp thần mới tỉnh lại mà hắn sắc mặt cực kỳ thảm trắng và sợ hãi chỉ vì là hắn đầu óc cưỡng ép nhét vào một ít thứ đó là một cái vực sâu vực sâu bên trong một đầu ma lòng bị vô số thượng cổ huyền liên vây khốn dữ tợn vừa kinh khủng mà cùng ma long rằng co chính là diệp thần trong cơ thể vậy cái huyết long huyết long vết thương trồng chất đang cùng ma long thời gian dài trong đấu tranh huyết long tạm thời thất bại dẫu sao một người tồn tại đếm lâu vạn năm tới từ viễn cổ vực ngoại mà diệp thần huyết long thời gian quá ngắn căn bản không cách nào tương địch mà mới vừa rồi diệp thần sở dĩ hôn mê chính là bởi vì huyết long cưỡng ép mượn phân linh thú từ diệp thần trên mình hấp thu một ít năng lượng nếu là không có cổ năng lượng này, huyết long sẽ chết. Chính là bởi vì diệp thần năng lượng biến mất, huyết long mới còn sống. Vực sâu bên trong, ma long và huyết long cũng vết thương chồng chất. Gương tốt vỏ, nỏ dương dây. Cùng bạo năng lượng thậm chí để cho chung quanh cấm chế xuất hiện vết rách. Diệp thần con người ngưng trọng, hắn biết huyết long xảy ra chuyện. Chuyện mới vừa rồi là huyết long ở tiết lộ tín hiệu. Hắn phải mau sớm đi cửu thiên thần long điện. Lần này, Huyết Long thông qua phân linh thú lấy được mình một chút lực lượng, vậy lần kế thì sao? Phân linh thú bị tổn thương nghiêm trọng, hắn và Huyết Long bây giờ sinh ra liên lạc càng ít hơn. Hắn phải mau sớm biết được Cửu Thiên Thần Long Điện tung tích. Có thể chỗ này rốt cuộc ở đâu? Diệp Thần nhìn về phía kinh hoàng thất thố Hạ Nhược Tuyết, hỏi, "Nhược Tuyết, ngươi ở Linh Tiên Đế Cung hồi lâu, có thể nghe qua Cửu Thiên Thần Long Điện?" Hạ Nhược Tuyết lắc đầu một cái, "Ta không biết, Diệp Thần." ngươi rốt cuộc thế nào mới vừa rồi hù xấu xa ta tại sao ngươi hơi thở lại đột nhiên suy yếu đột nhiên hạ nhược tuyết nghĩ tới điều gì chợt cầm ra một cái nhẫn chữ vật đúng rồi diệp thần ta trên tay có một quả luân hồi tinh thạch băng kiếm thánh vương nói chờ ta gặp phải ngươi lại giao cho ngươi xử trí đá này đầu có thể hay không giúp ngươi chậm tách ra thương thế tập một nghìn hai trăm linh tám diệp thần chạm được nhẫn chữ vật một giây kế tiếp liền cảm giác được luân hồi tinh thạch tồn tại vật này lại vào luân hồi mộ địa đá, chất liệu giống nhau như đúc. Thậm chí còn có một chút căn nguyên tinh thần lực. Rất nhanh, Diệp Thân nghĩ tới điều gì, những ngày qua hạ nhược tuyết thực lực tăng trưởng nhanh chóng, sợ rằng và cái này luân hồi tinh thạch có liên quan. Hơn nữa hắn từng và hạ nhược tuyết nhiều lần giao hợp, dựa theo luân hồi huyết mạch truyền tính. Hạ nhược tuyết hẳn hoặc hơn hoặc thiếu có một phần chia huyết mạch của mình, lúc này mới bị luân hồi tinh thạch tiếp nhận. Đá này đầu cố nhiên giá trị văn hoa, nhưng lại thuộc về hạ nhược tuyết cơ duyên, Diệp Thần tự nhiên sẽ không lấy đi. Huống chi, hạ nhược tuyết là hắn người phụ nữ, bất kỳ đồ, Diệp Thần đều nguyện ý cho hạ nhược tuyết tốt nhất. Hắn suy nghĩ sâu xa chốc lát, nói, nhược tuyết, vật này trước giao cho người giữ, dưới mắt đối với ta lại nói trọng yếu nhất chính là tìm được cửu thiên thần Long Điện. Nhưng mà cửu thiên thần Long Điện kết quả ở nơi nào? Ngay tại Diệp Thần khổ não lúc đó, trước mặt hắn hư không nứt ra một cái lão giả và hai cái cô gái xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt. Diệp Thần khi thấy cái này hai người, ngạc nhiên mừng rỡ đến trình độ cao nhất. Cái này hai người chính là Kỳ Lâm và Diệp Lạc Nhi. Mà ông già, dĩ nhiên chính là Vĩnh Hằng Thánh Vương. Bất quá, Vĩnh Hằng Thánh Vương hiển nhiên còn bị thương. Diệp Thần, Diệp Đại ca. Hai đạo thân ảnh nhào tới. Đối với Kỳ Lâm và Diệp Lạc Nhi mà nói, gần đây tu luyện chân thực quá khô khan có thể thấy Diệp Thần không thể nghi ngờ là mấy ngày nay vui vẻ nhất chuyện. Kỳ Lâm quyệt mồm nói, Diệp Thần, lão đầu mỗi ngày để cho ta tu luyện, ta thật muốn tự bế. Ngươi mau dẫn ta và Lạc Nhi tỷ tỷ đi biển vô tận tán giải sầu đi. Diệp Thần ngẩn ra, có chút nghi ngờ, biển vô tận. Nơi đây không phải Diệp Lạc Nhi phụ thân bị kẹt địa phương sao? Mặc dù hắn cầm Diệp Lạc Nhi làm muội muội mình, nhưng hắn càng quan tâm huyết long. Vĩnh Hằng Thánh Vương uống một hớp rượu đi tới Diệp Thần bên người, thằng nhóc, ta xem bói vậy hoặc hơn hoặc thiếu cảm giác được huyết long uy hiếp. Ta biết ngươi muốn đi cửu thiên thần long điện. Diệp Thần vui mừng, Vĩnh Lão, ngươi biết chỗ này. Vĩnh Lão lắc đầu một cái, ta không biết, nhưng là có người biết. Cửu thiên thần long điện quan hệ đến long tộc bí mật, toàn bộ linh võ đại lục thậm chí còn thần quốc, trừ phi những cái kia cao cấp quyền thế, cũng không thể nào biết mà linh võ đại lục như phải nói có người có thể biết, vậy chỉ có một người. Đó chính là Diệp Lạc Nhi phụ thân, năm đó Thánh Long gia tộc cao nhất tộc trưởng Long Thành Thiên. Long Thành Thiên ở thời kỳ thượng cổ bị kẹt biển vô tận. Ngươi như muốn biết cửu thiên thần Long Điện tung tích, chỉ có đi biển vô tận. Chuyến này đối với ngươi mà nói cũng là cơ duyên. Ma đế còn chưa sống lại, mấy ngày nay, vừa vặn đi nơi này. Diệp thần gật đầu một cái, khẩn trương đến trình độ cao nhất, vĩnh lão, vậy biển vô tận ở nơi nào? Vĩnh Hằng Thánh Vương con người híp lại, nơi đây và ma vực đến gần, nhưng cũng không thuộc về linh võ đại lục. Diệp Thần nghi ngờ, lời này hiểu thế nào? Vĩnh Hằng Thánh Vương giải thích, cái này biển vô tận đã sớm bị thần quốc nắm trong tay, thuộc về thần quốc thuộc địa, người linh võ đại lục, vậy rất khó đi vào. Ngươi như muốn đi vào, còn phải vượt qua thần quốc thần môn mới được. Diệp thần trong lòng lột bộp một chút, đỗ thành sư đều đi hắn làm sao đi thần quốc mấu chốt đỗ thành sư vậy không lưu phương thức liên lạc à chẳng lẽ mình phải chờ tới đỗ thành sư trở về đây cũng quá lâu vĩnh hằng thánh vương khẽ mỉm cười không cần lo lắng ta đã giúp ngươi liên lạc tốt hết thảy hiện tại ta có thể mang ngươi đi biển vô tận hơn nữa nơi đó có một vị ta từng đã cứu người giúp ngươi thu xếp người này họ tiếu còn dư lại giao cho ngươi chuyến này coi như là chính thức tiếp xúc thần quốc cẩn thận là hơn vậy biển vô tận mặc dù bản đồ thuộc về linh võ đại lục nhưng vậy coi là thần quốc nắm trong tay có thể phải nhớ được thu liễm được rồi sau một câu nói làm ta chưa nói lấy ngươi tiểu tử này tính tình căn bản không có thể thu liễm sống sót là được không quá ta lực lượng có hạn chỉ có thể mang ngươi và cái này hai nha đầu đi trước còn như nhược tuyết ngươi về trước vạn kiếm đế cung ta có một nơi cơ duyên cho người. Còn có vậy viêm khôn, hắn hiện tại đã tiến vào thuộc về hắn cơ duyên địa phương, không lâu liền sẽ xuất hiện. Hạ nhược tuyết khôn khéo một chút đầu, tiểu nữ, cảm ơn vĩnh lão. Một giây kế tiếp, vĩnh hằng thánh vương vung tay lên, hư không biến dạng, một cổ vô cùng lực lượng mạnh phun trào. Vô số đợt khí tựa như phá vỡ hết thảy. Không biết qua bao lâu. Diệp thần, Kỳ Lâm và Diệp Lạc Nhi đồng loạt rơi xuống đất còn như vĩnh lão đã biến mất. Ba người miễn cưỡng đứng dậy, rất nhanh chính là chú ý tới cách đó không xa có một tòa khí thế khoáng đạt thần môn. Xem ra bước vào thần môn, liền có thể đi vào biển vô tận. Mà ngay lúc này, một cái ông già bước nhanh tới. Cái này ông già tu vi không tính là quá cao, nhưng dõi mắt linh võ đại lục cũng coi là một khối cường giả. Ông già đi tới diệp thần trước người, chắp tay một cái, vị này chắc là diệp tiên sinh đi, là vĩnh hằng thánh vương bày mưu đặt kế ta tới ta cái này thì mang các ngươi tiến vào biển vô tận bất quá diệp tiên sinh muốn chú ý một điểm nơi này thuộc về thần quốc chi địa nhớ lấy thủ liễm diệp thần gật đầu một cái chắp tay nói phiền toái tiếu trưởng lão tiếu trưởng lão và diệp thần các người đi theo rất nhanh chính là đi tới thần quốc bên ngoài cửa chính ở ngoài cửa có hai người thái hư cảnh cường giả bảo vệ người mặc kim giáp một mặt lạnh nhạt thần sắc diệp thần hơi kinh hãi Thái hư bảo vệ cái này biển vô tận cổng vào. Chẳng lẽ cái này biển vô tận bên trong có bí mật? Nếu không làm sao có thể trọng binh canh giữ? Cũng may, tiêu trưởng lão xử lý xong hết thảy thủ tục, không có bất kỳ vấn đề. Ở tiêu trưởng lão bọn họ chuẩn bị bước vào thời điểm, một người thái hư cảnh cường giả, cầm ra lợi kiếm nhắm ngay kỷ lâm. Thanh âm lạnh lùng mở miệng nói, nàng thực lực quá yếu, không xứng tiến vào thần quốc chi địa. Tiêu trưởng lão sắc mặt nhẹ biến đổi, đi tới thái hư cảnh cường giả trước mặt, cầm ra hai bụi cây tím xanh Lauren, mở miệng cười nói, đây là đặc biệt biếu hai vị đại nhân, có thể hay không châm chức một chút. Hai người thái hư cảnh cường giả khinh thường cười lạnh một tiếng, tím xanh Lauren bọn họ căn bản coi thường. Các ngươi ba người có thể đi vào, nàng không được. Cũng không phải cái gì con mèo, con chó cũng có thể tiến vào thần quốc bên trong. Kỳ lâm ở bọn họ trong mắt chính là con kiến hôi vậy, căn bản không xứng tiến vào thần quốc trong đó. Muốn đi vào thần quốc bên trong, thấp nhất cũng là phong môn cảnh, Diệp Thần và Diệp Lạc Nhi vậy chỉ bất quá miễn cưỡng đạt tới yêu cầu. Diệp Lạc Nhi bởi vì huyết mạch duyên cớ, thực lực tăng trưởng nhanh chóng. Mà Kỳ Lâm, như là bởi vì là tiên thiên độc thể, tu luyện bị giới hạn. Dẫu sao độc thể đối với tu vi yêu cầu không hề cao. Bất kỳ sự việc, một giọt máu tươi liền có thể giải quyết. Tiêu trưởng lão cả người sắc mặt hơi khó xem ở phía sau Diệp Thần nhướng mày một cái. Đối với hai người thái hư cảnh cường giả thái độ, để cho trong nội tâm hắn mặt có một chút lửa giận. Bây giờ chuẩn bị bước vào thần quốc bên trong, Diệp Thần cũng không muốn gây rắc rối, chỉ có thể nhịn xuống. Kỳ lâm khuôn mặt nhỏ bé phía trên có chút không vui, cái này hai người trong mắt, tràn đầy thần sắc khinh thường. Tựa như bọn họ chính là cao cao tại thượng đế vương, mình chính là con kiến hồi. Diệp thần và tiếu trưởng lão hai người thương lượng một chút, dự định rời đi, từ chỗ khác bước vào bên trong. Ở bốn người chuẩn bị lúc rời đi, Kỳ Lâm lẩm bẩm nói nhỏ, xem thường ai, không phải là thái hư cảnh sao. Sớm muộn có một ngày ta cũng có thể đạt tới thái hư cảnh. Kỳ Lâm thanh âm mặc dù không lớn, càng giống như là kêu ca, há liệu cái này hai người thái hư cảnh cường giả nghe rõ ràng. Trong đó một người thái hư cảnh cường giả, rút ra lợi kiếm, trên người sát ý bỗng nhiên bộc phát ra. Một người con kiến hôi cũng dám ở trước mặt hắn nói khoác mà không biết ngượng vèo ở rút ra lợi kiếm trong nháy mắt cả người bóng người trực tiếp xông tới diệp thần cảm nhận được sau lưng sát cơ nồng nặc đột nhiên bây giờ xoay người cầm ra chư thiên thần ma thương một nhát thương đâm đi ra ngoài phịch ở hai người lẫn nhau tiếp xúc trong nháy mắt diệp thần và thái hư cảnh cường giả nhẹ lui về phía sau hai bước dù cho diệp thần không muốn gây phiền toái vậy không đại biểu ai cũng có thể cưỡi ở hắn trên đầu đối với kỷ lâm ra tay đã đụng chạm diệp thần nghịch lân cái này bé gái, chết. Nếu không, các ngươi tất cả mọi người đều ở lại chỗ này. Thái hư cảnh cường giả, trực tiếp mở miệng. Hôm nay phải giết kỳ lâm, dám nói bọn họ thần quốc cường giả, phải phải trả giá ra máu mới có thể kết thúc. Tiêu trưởng lão vậy không nghĩ tới, lại đột nhiên xuất hiện biến cố, vội vàng mở miệng nói, các vị đại nhân, ngại quá, đứa nhỏ không hiểu chuyện. Lời của hắn vừa rơi xuống, liều mạng đối với Diệp Thần nháy mắt bây giờ không phải là gây chuyện thời điểm, chỉ an toàn hơn tiến vào thần quốc bên trong liền có thể. Thấy Diệp Thần không có động tĩnh, tiếu trưởng lão đi tới trước mặt hắn mở miệng nói, chúng ta rời đi trước, không cần phải phát sinh mâu thuẫn. Diệp Thần nhìn tiếu trưởng lão, mở miệng nói, có một lời nói hay, ngựa ngoan bị người cưỡi, người hiền bị người gạt. Kỳ lâm lời nói mới rồi cũng không nửa câu làm nhục, người giữ cửa có cái gì tư cách bởi vì tùy tùy tiện tiện một câu nói xóa bỏ. Hắn nói xong câu này nói sau này, Tiêu trưởng lão trên mặt lau một cái lộ vẻ xúc động thần sắc, trong tròng mắt thoáng qua vẻ lo lắng. Vừa mới chuẩn bị mở miệng thời điểm, Diệp Thần trong tay chư thiên thần ma thương, đột nhiên nhắm ngay Thái Hư cảnh cường giả. Nếu như mới vừa rồi đối với hắn xuất thủ, Diệp Thần có thể nhịn xuống, nhưng là đối phó hắn người thân, tuyệt đối không được. Kỳ Lâm không thể bị bất kỳ ủy khuất. Đây là Diệp Thần nguyên tắc, không cho thay đổi. Thái Hư cảnh cường giả khinh thường cười một tiếng. Một người phong môn cảnh giác dưới, cũng dám đầu thương nhắm ngay hắn, thật là không biết sống chết. Mới vừa rồi hai người mặc dù đồng thời lui về phía sau, nhưng là thần quốc cường giả cũng không có coi ra gì. Mới vừa rồi đối phó Kỳ Lâm ra tay, liền 30% thực lực cũng không có đụng tới. Diệp Thần phong môn cảnh có thể đánh lui hắn, cũng bất quá là có chút thiên phú mà thôi. Hắn căn bản cũng không có coi ra gì. Nhưng mà bọn họ căn bản không biết diệp thần trước đây không lâu bởi vì huyết long cắn trả bị thương nếu như thời kỳ toàn thịnh cái này hai người lại có cái gì tư cách lời nói dẫu sao hai người này chân thực tu vi bất quá thái hư cảnh giai đoạn trước ở phía xa ngoài ra một người thần quốc cường giả một hơi một tí khóe miệng một món nụ cười đối phó phong môn cảnh căn bản không cần hai người ra tay diệp thần uống đan dược thương thế đã khôi phục mấy phần trong tay chư thiên thần ma thương bốc lên phát ra vẻ hàn quang, nồng nặc thương ý, tràn ngập ở trong không khí. Như tia chớp tốc độ, bỗng nhiên sông tới. Thần quốc cường giả thấy một màn này, cười lạnh một tiếng, lại dám chủ động ra tay, một con kiến hôi không biết tự lượng sức mình. Ở diệp thần sông tới thời điểm, khóe miệng lẩm bẩm nói nhỏ, toái tinh. Đầu thương xuyên phá không gian, phát ra tê liệt thanh âm, giống như rồng thần đang gầm thét. Trung quanh thương ý không ngừng đan vào một chỗ, vẻ hàn quang thoáng qua, Nháy mắt bây giờ đã vọt tới thần quốc cường giả trước mặt. Ở hắn cách thần quốc cường giả chỉ còn lại 3 cm thời điểm, hắn nâng lên trong tay lợi kiếm. Cánh tay mang lúc thức dậy, chém xuống một kiếm đi. Phịch. Ở hai người lẫn nhau tiếp xúc trong nháy mắt, truyền tới một cổ lực lớn, thần quốc cường giả thân thể đột nhiên lui về phía sau. Trong cơ thể hắn khí huyết cuồn cuộn, nếu như không phải là cưỡng ép áp chế, một búng máu đã phun ra. Thần quốc cường giả cả người sắc mặt lau một cái ngưng trọng. Mới vừa rồi hắn thời điểm xuất thủ, nhưng mà vận dụng một nửa lực lượng, lại không làm gì được. Ở nhất kích lui về phía sau thời điểm, Diệp Thần sát ý mạnh mẽ lan tràn ra, giống vậy một thương tiếp tục đâm ra đi. Giờ phút này thần quốc cường giả không dám khinh thường, trực tiếp động dùng toàn lực, một kiếm của múa ra. Thương ý và kiếm ý lan tràn ở trong hư không, đụng lẫn nhau thời điểm, Diệp Thần bỗng nhiên cầm ra thú hủ kiếm. Bất hủ kiếm ý trực tiếp phún ra ngoài, quy luật không ngừng ngưng tụ, nhiệt độ chung quanh trong nháy mắt hạ xuống. Không khí bên trong trôi giạt hoa tuyết, kiếm ý phún ra ngoài, bất chấp lóe lên kim quang. Một nhát thương đâm đi ra thời điểm, sau đó một kiếm trực tiếp rơi xuống. Phần thiên kiếm. Oanh, oanh, oanh. Đạp, đạp, đạp. Thần quốc cường giả cả người bóng người không ngừng lui về phía sau, một búng máu phun ra ngoài. Một cái khác thần quốc cường giả cao mày, Vậy làm sao để cho một cái phong môn cảnh võ giả đánh bẹp? Thật là một tên phế vật, tu luyện tới thái hư cảnh, tu đến trên thân chó. Ở hắn do dự muốn không nên ra tay tương trợ thời điểm, Diệp Thần thân ảnh quỷ mị đã xông lên đi giết. Thời gian pháp tắc hơi thở bồng bềnh ở trong không khí, Diệp Thần trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ, vạn cổ kinh lôi kiếm. Bất hủ kiếm ý và thời gian pháp tắc dung hợp vào một chỗ, toàn bộ không gian cũng đang không ngừng chấn động. Ở chấn động thời điểm Diệp Thần nâng lên cánh tay, tay dậy kiếm rơi, một kiếm khoảnh khắc bây giờ rơi xuống. Đâm, từ trên cao đi xuống, trực tiếp bổ ra thần quốc cường giả đầu, lập tức xé vỡ thành hai mảnh. Ở xa xa thần quốc cường giả trong nháy mắt sững sờ, bất quá rất nhanh liền tỉnh hồn lại. Càn rỡ, tự tìm cái chết. Một tiếng giống giận, hắn cả người bóng người trực tiếp xông tới. Từ thần quốc cường giả bị đánh chết một khắc kia, cũng đã không thể làm tốt, diệp thần hẳn phải chết không thể nghi ngờ nếu không bọn họ thần quốc tôn nghiêm thả ở nơi nào ở hắn thời điểm xuất thủ vậy không dám khinh thường mới vừa rồi diệp thần bày ra thực lực đã để cho hắn bên trong run sợ run rẩy thần quốc cường giả trong tay cầm một chuôi trắng như tuyết trường đao ở đao ý dũng động thời điểm hai tay cầm trường đao hướng diệp thần phương hướng bỗng nhiên chặt xuống một đao ra không gian cũng ở run rẩy không ngừng Diệp Thần trở tay một kiếm trực tiếp rơi xuống. Phịch, một đao một kiếm đụng vào nhau, truyền tới mãnh liệt tiếng vang. Diệp Thần bóng người nhẹ lui về phía sau hai bước, giờ khắc này, để cho hắn bất ngờ là tử vong quy luật lại quấn quanh ở thú hủ kiếm phía trên. Cái này biển vô tận, tựa hồ kích hoạt từ vạn ma chi địa lấy được tử vong quy luật. Bất hủ thần thể lóe lên kim quang, kiếm ý bé nhọn, trực tiếp xông lên đi giết. Kiếm quang chưa tới, nhưng là kiếm ý đã lặng lẽ tới, đâm kiếm ý không ngừng ở trong hư không ngưng tụ tạo thành một cơn gió lốc hướng thần quốc cường giả bóng người xông tới thần quốc cường giả xuống một đao thanh kiếm ý xé nát thành hai nửa bóng người vô căn cứ biến mất ở trong hư không tay cầm trường đao đã tới diệp thần sau lưng một đao chặt xuống đao ý trực tiếp xuyên thấu diệp thần tàn ảnh tiêu trưởng lão và kỳ lâm đám người ở một bên xa xa hội làm trong đó một người thần quốc cường giả rơi xuống thời điểm cũng biết chuyện này đã làm lớn chuyện